Chào Kim Thảo, uống cái gì ngon vậy? Đây là nước sấu á cô Hà, chua chua ngọt ngọt. Mà bây giờ hết mùa sấu rồi mà em vẫn có sấu để uống mà, cũng giỏi á. Trong tủ lạnh nhà em lúc nào cũng có sấu hết, có sấu ngâm nè, và có cả sấu đông lạnh nữa. Đây là món em gửi tặng cô Hà. Hôm nay bếp mình sẵn có giò heo đó, thì cô sẽ nấu một món từ sấu với lại chân giò heo, đảm bảo em rất là ngon luôn á. Chân giò om sấu, nấu là ngon, ăn là mê. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chân giò heo này sau khi mua về rửa sạch thì chúng ta sẽ thui qua cái phần da. Dạ. Rồi sau đó mình rửa lại và chặt miếng vừa ăn như thế này. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ thui cái chân giò heo để cho cái phần da sau khi mà chúng ta ôm nó sẽ được giòn hơn ha. Bây giờ là mình sẽ ướp gia vị vào. Gồm có 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh nước cốt nghệ, băm nhỏ nó ra. Sau đó thì mình cho thêm xíu nước nóng nóng, sau đó mình vắt ha, lấy nước. Cho vào đây 2 muỗng canh giấm bỗng, 1 muỗng canh đường. Dạ. Cùng với 3 muỗng canh nước mắm. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Rồi trộn đều lên. Trong lúc á, mà mình để chờ cho chân giò thấm gia vị á, thì cô nhờ Kim Thảo chuẩn bị mấy cái món phụ kia cho cô. Dạ. Thì đầu tiên là sả đó, thì em sẽ đập dập và cắt khúc khoảng chừng 5 phân. Dạ rồi. Còn hành lá thì em sẽ cắt khúc khoảng chừng 2 phân. Còn ớt sừng thì em cắt lát để chút mình sẽ cho vô sau cùng và để ăn chung với lại món ăn. Bây giờ thì sấu em sẽ khứa xung quanh thành hình chữ thập luôn á. Nhưng mà để dính cái hạt lại. Khi mình khứa như vậy thì mình nấu nó sẽ mau chua hơn. Và nó ra hết cái vị chua của cái quả sấu thì mình sẽ dễ dàng canh cái vị của nó. Rồi cô cảm ơn Kim Thảo. Bây giờ em sẽ đặt lên cho cô một cái nồi lên đây, cô sẽ cho nước dùng vô mình nấu cùng với sấu. Cô sẽ cho vào đây 1.5 lít nước dùng. Kim Thảo sẽ cho hết cái phần sấu vô giúp cô. Rồi còn bên này thì cô sẽ đặt chảo lên để mình xào cái phần chân giò. Cho vào đây một ít dầu ăn. Bây giờ mình sẽ cho sả vào xào trước nè. Sả mình đã đập dập cắt khúc. Bây giờ sả thơm rồi đó, mình cho một ít hành tím và tỏi băm vào xào cho thơm nữa. Em thích nhất là công đoạn này á cô Hà. Tiếp theo nè, này còn thích hơn nữa, cô sẽ cho nguyên cái phần chân giò đã ướp vào. Wow. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chọn chân giò trước, có nhiều thịt thì món ăn sẽ ngon hơn nhé. Khi mà cô cho cái phần chân giò vào trong cái chảo á, thì cô sẽ đảo liền để mà một chút nữa đó cái phần da bên ngoài nó không có tuột khỏi cái phần xương á, thì cái khoanh giò mình nó sẽ đẹp hơn ha. Dạ, rất là thơm luôn á cô Hà. Rồi bây giờ á, cái phần thịt này đã săn rồi nè. Nước sôi rồi cô Hà ơi. Thì bây giờ mình chỉ cần cho cái phần chân giò heo qua đây thôi. Đó, mình sẽ cho hết phần sả và gia vị này vô nha. Wow. Các bạn lưu ý là chúng ta đậy dung để ôm cho thịt chín mềm và giữ được hương vị đặc trưng của món ăn. Xung quanh cái nắp nồi á, có hơi khói bốc lên thì tức là nước ở trong đó đã sôi rồi. Bây giờ mình nhỏ lửa nhớt khoảng 25 phút á, thì thịt nó sẽ chín và rất là mềm. Thời gian đủ rồi đó, bây giờ em thử dỡ nắp dung ra thôi. Dạ. Để thăm coi. Wow. Đó, thấy chưa? Wow. Thơm quá quá. Mình sẽ bỏ trước cái phần đầu hành này vô, còn phần lá thì hồi mình bỏ vô sau ha. Rất là thơm luôn ạ. Và ngày hôm nay thì Kim Thảo có để ý là cô Hà đã sử dụng sấu và cả giấm bỗng nữa. Nó sẽ tạo nên một cái vị chua thanh. Đúng rồi, một ít hành lá ha. Dạ. Rồi và vài lát ớt. Món này đó Kim Thảo, mình có thể ăn với lại cơm hoặc bún đều ngon. Và để có một bữa ăn hoàn chỉnh á, thì mình có thể kết hợp thêm với món gỏi nấm rau mầm. Chân giò chín mềm, có màu vàng nhẹ hấp dẫn. Da thì săn giòn, thấm vị chua nhẹ từ sấu. Nước om hơi sánh, quyện vào vị béo ngọt của chân giò, khiến ai ăn cũng không thể cưỡng nổi. Ngon ngon lạ lạ, một món ăn rất hấp dẫn, tưởng không dễ làm nhưng lại dễ làm không tưởng. Các bạn đã nhớ công thức của món chân giò om sấu chưa? Nếu mà chưa nhớ chi tiết, có thể truy cập vào YouTube, website, fanpage của chúng tôi nha.